Về lâu rồi mà nay mới qua thăm ông bạn già được đấy. Thì biết ông bận rộn. Thế về chơi quê hương lần này có được lâu không ông? Định vài hôm nữa thì đi, nhưng lại phát sinh vài việc. Tôi đang tìm nguồn nông sản mới để nhập về siêu thị bên châu Âu để bán. Trời ơi, cô cơ ngơi cả nghìn tỷ, thế mà anh còn chưa nghỉ hưu, tham công tiếp việc thế. Đấy là tin đồn thôi, chạy chợ kiếm ăn bở hơi tai chứ nghìn tỷ đâu ra. Nhưng mà cũng ổn ổn rồi, cũng phải giao dần cho lũ trẻ để cho tôi được nghỉ hưu chứ. Thế cậu quý tử của ông bà đâu rồi? Cháu nó ở trên phòng anh ạ. Chả biết là nghiên cứu cái gì mà suốt ngày cắm cúi trên đấy. Để em gọi cháu xuống chào bác. Ồ thôi thôi, khỏi cần. Thế ông dạo này vẫn làm thơ đấy chứ? Vẫn chứ. Sắp sửa xuất bản một tập thơ với tiêu đề là Người con gái tôi thương. Ông thấy thế nào? Sao tên tập thơ của ông lại là Người con gái tôi thương? Đấy là tên truyện ngắn trên báo Tường của tôi chứ. Ông nhầm rồi. Truyện ngắn của ông là Người con gái làng bên. Có thế mà đã nhầm rồi. Chẳng phải cái người con gái làng bên của anh Khánh với cái người con gái tôi thương của anh là một người đấy còn gì? Đấy là xưa rồi. Ông bạn già, lâu lắm mới nhìn thấy mặt. Bạn bè gì? Kẻ thù. Thù gì mà dai thế? Này, sắp xuống lỗ cả rồi đấy. Bạc tình bạc nghĩa, hèn. Ông bỏ đi lấy vợ, để cho em lụa đơn chiếc nuôi con, giờ lại trách tôi. Tôi đã bỏ đi làm ăn xa để ông có thể đến với lụa, mà ông để lụa lận đận đến tận bây giờ. Tôi khiến ông nhường lụa cho tôi à? Ông có biết ông bỏ đi, bạn bè xì xào, đổ hết lỗi cho tôi với lụa, tôi còn vui vẻ gì mà yêu với chả đương. Ngụy biện, cúp đuôi bỏ chạy để lụa buồn khổ bao nhiêu năm, giờ còn quay về đây gây sự à? Tiễn phong. Này, thằng nào chạy trước à? Hồi đấy nhá, ông mới là cái thằng hèn, là cái thằng cúp đuôi. Tôi mà có điều kiện như ông á, nhất định tôi không để cho lụa phải khổ. Nghe dậy đây này. Nghèo không phải là một cái tội, nghèo mà hèn mới là một cái tội. Hồi đấy mà chả nghèo, thế cứ nghèo là được, bỏ hết lại mọi thứ sau lưng để mà trốn à? Ông nói hay thế, sao ông không lo cho lụa? Đi biển biệt mấy năm, về cưới vợ ấm êm một đời, giờ lại đổ hết tội cho tôi. Này, thế ông làm thế, ông có cảm thấy đỡ có lỗi với lụa hơn không? Chả có lỗi gì cả. Bao nhiêu năm nay tôi vẫn làm bạn với lụa, vẫn hàng xóm tối lửa tắt đèn có nhau. Còn ông bây giờ giàu sang như ý rồi, quay về đây làm gì nữa? Cút và lướt đi cho nó rảnh nợ. Vớ vẩn. Đúng rồi, cái lão già gan dở. Này ông, tôi thấy bà Thoa nhà tôi kể lại là mấy cái camera chạy bằng ốc ở đầu làng ấy soi thấy ông cứ lượn đi lượn lại như đèn cù ở trước cái quán bia hơi của bà ấy. Sao không vào chào bà lụa một câu hả? Nói thật là tôi chưa đủ dũng khí. Lắm chuyện. Già nửa đời người còn chưa đủ dũng khí. Giá như ngày ấy tôi đừng hứa hẹn, đằng này hứa rồi lại bỏ đi biệt tăm, còn mặt mũi nào nữa ông? Bây giờ phải gặp đi. Hai người hoàn cảnh đơn thân gối chiếc, biết đâu lại. Ông ơi, đời mà cứ đơn giản như là đan rổ thế thì
tôi với ông đã chẳng phải khốn khổ ông bạn già. Không phải chỉ hai ta khốn khổ đâu, mà cả ông Quyết nữa. Chúng ta là kiềng ba chân mà lị. Mà này, thì ông chưa giải quyết xong cái ân oán với ông ấy à? Rồi. Cái lão già gàn dở lắm. Mà mày bảo đi lấy phôi xà phòng cơ mà. Phôi đâu? Chán rồi, không muốn làm nữa. Thằng Hâm, sao? Mới đi ra nắng có một tí thôi đã ấm đầu rồi à? Suốt ngày hùng hục kiếm tiền, cha đây làm cái chó gì cả. Có chuyện gì à? Có chuyện gì thì nói ra xem nào. Cứ để trong lòng rồi nó thối ruột thối gan ra đấy. Tao hỏi mày nhé, thế mục đích mình kiếm tiền để làm cái gì? Thì để chăm lo cho gia đình, rồi thì chứng tỏ bản thân. Ờ, thế xong cứ mải mê kiếm tiền, thế nhỡ ở nhà con vợ mình nó đi cặp bồ cặp bịch với thằng khác thì làm sao? Chị Ánh, nếu mà cái vụ xà phòng và ông khách Việt Kiều kia khó quá, để tôi giúp cho. Cậu là ai? Cậu nói linh tinh cái gì đấy? Chỉ có ba cái thằng ất ơ báo đời kia mới không phát hiện ra được âm mưu của chị. Chứ thằng Phúc này mà đã đánh hơi những việc xấu xa, chỉ có Chuẩn không phải Trình. Thế thì cậu cứ vo ve đánh hơi đi. Ok, tóm lại là chị muốn tôi sẽ khui ra cái mưu đồ của chị với ba thằng kia, hay chị muốn tôi giúp chị lừa được ông khách Việt Kiều? Mưu đồ với lừa đảo gì ở đây? Cậu đừng có nói linh tinh. Ôi, cái vụ xà phòng ấy, với vụ ký ốt của đoàn thanh niên, tôi biết thừa chị đang toan tính điều gì. Chỉ cần chia chác sòng phẳng thôi, tôi sẽ giúp. Mình là dân làm ăn mà, đôi bên cùng có lợi. Ok. Anh Thắng. Chào Nhung. Cười ai mà cứ dầu dầu diềm diềm ấy? Cười Vân. Con Vân mà cắm sừng anh á? Nó không có liêm sỉ à mà dám vác mặt mời cưới anh? Hay nó tưởng anh là gà? Thì anh là gà thật mà. Vớ vẩn. Làm gì có con gà nào mà học giỏi, thi đỗ đại học điểm cao nhất làng như anh. Em là hơi bị hâm mộ anh đấy. Mà em tuyên bố luôn nhá, em Nhung đi vắng thì thôi, bây giờ em Nhung về rồi, không để cho đứa con gái nào lừa gạt anh đâu. Em xử hết. Thế Nhung cũng đừng lừa anh nhé. Tất nhiên rồi, em lừa anh làm gì? Này, mà chém gió quên mất, mang giò cho anh ấy. Anh cảm ơn Nhung ấy. Nhung ăn trưa chưa? Em chưa. Nhung ở lại ăn trưa với anh nhé. Thôi, em về đây, giờ này chắc quán đông khách rồi. Nha. Nhung, Nhung đi cẩn thận nhá. Nhớ những gì nói với anh nhá. Nhớ rồi.